Thưa quý vị và các bạn thân mến, một chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ đã rồng đất tuần tra Biển Đông ngay trong những ngày đầu năm mới Canh Tý, thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển này. Đây là hoạt động đầu tiên nhằm thực hiện quyền tự do hàng hải Phnom Penh của Hoa Kỳ trong năm 2020. Đài NHK dẫn tin từ hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ nói rằng hôm 26 tháng 1, tàu tác chiến duyên hải USS Montgomery đã thực hiện điều mà họ gọi là khẳng định quyền tự do hàng hải ở quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Tờ Japan Times thì trích lời người phát ngôn của Hải quân Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ khẳng định quyền tự do hàng hải và cũng như các nguyên tắc hoạt động và các sứ mệnh này đều được thực hiện một cách hòa bình, không thiên vị hay chống lại bất kỳ quốc gia nào cụ thể. Philippines, Việt Nam, Đài Loan và ba quốc gia khác đều có tuyên bố chủ quyền đối với các đảo thuộc quần đảo này. Washington lo ngại trước những động thái của Bắc Kinh ở Biển Đông, gồm việc xây dựng các tiền đồn quân sự trên các đảo nhân tạo, trong đó có cả sân bay phục vụ mục đích quân sự và di chuyển vũ khí tối tân ra Biển Đông. Hoa Kỳ lo ngại rằng các tiền đồn này có thể được sử dụng nhằm hạn chế quyền tự do đi lại trên biển. Bắc Kinh thì nói việc họ triển khai vũ khí tối tân tại các đảo chỉ nhằm mục đích phòng thủ. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng đây là một phần nỗ lực nhằm kiểm soát các vùng biển trên thực tế của nước này. Trong sách trắng quốc phòng phát hành hồi tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc nhấn mạnh đến việc nước này sẽ tăng cường huấn luyện quân sự và sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện thực tế, trong đó chú trọng đến khả năng chiến đấu ở khu vực Tây Thái Bình Dương và Biển Đông. Lần gần đây nhất, quân đội Hoa Kỳ cho biết họ đã tiến hành một hoạt động thực hiện quyền tự do hàng hải. Như vậy là vào tháng 11 năm 2019. Theo NHK, Hoa Kỳ đang đẩy mạnh tốc độ triển khai tàu chiến đến Biển Đông để thực hiện hàng loạt các hoạt động tự do hàng hải và đưa tàu chiến áp sát một số đảo mà Trung Quốc chiếm giữ trên Biển Đông. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ còn đưa máy bay trinh sát không người lái đến đảo Guam nhằm hỗ trợ các hoạt động tuần tra, giám sát. Một video mới vừa được Hải quân Mỹ công bố về cuộc chạm trán căng thẳng giữa tàu chiến Trung Quốc và Hoa Kỳ ở trên Biển Đông vào cuối năm 2019, trong đó cho thấy quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã chủ định sẵn kế hoạch va chạm giảm thiểu tối đa thiệt hại khi gây sự với Mỹ. Tàu Trung Quốc cố tình va chạm với chiến hạm của Mỹ. SCMB South China Morning Post đưa tin cho biết, theo những hình ảnh mà phía Mỹ tiết lộ khẳng định mức độ nghiêm trọng trong chủ đích tấn công của tàu khu trục hạm Hải quân Trung Quốc với sự chuẩn bị kỹ càng và phương hướng hành động rõ ràng nhằm dằn mặt gây thiệt hại cho tàu chiến Hải quân Hoa Kỳ trong vụ va chạm ở vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông. Trong đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc xảy ra vào cuối năm 2019, gây nên những lo ngại về leo thang căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy thủy thủ đoàn của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đang di chuyển trên tàu khu trục Lenzhou, định danh NATO là New Zhang, Lữ Dương, tên theo tên Trung Quốc, đã chuẩn bị sẵn sàng thao lược được thiết kế giảm tối thiểu các tác động nếu có do vụ va chạm và bảo vệ thân tàu của lực lượng hải quân Trung Quốc trong trường hợp xung đột giữa tàu tên lửa tấn công và dẫn đường của Trung Quốc với chiến hạm USS Decatur của Hải quân Hoa Kỳ. Ông Ken Button, Phó Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Hoạt động Chiến lược Học viện Chiến tranh Hoa Kỳ đánh giá, đoạn video cho thấy thủy thủ đoàn Trung Quốc thực sự tin tưởng rằng vụ va chạm sắp xảy ra. Đây có thể là trò chơi thách đố cổ điển, ai là gà của tàu chiến của Hải quân nhân dân Trung Quốc phát đi tín hiệu làm leo thang căng thẳng va chạm, và chuyên gia Button nói. Trò thách đố mà vị chuyên gia phân tích chính là lý thuyết trò chơi mà hai người chơi đối đầu nhau trên một con đường hẹp theo kiểu dê đen và dê trắng. Nếu không ai tránh đường thì cả hai sẽ đâm nhau và cùng thua cuộc. Nhưng nếu một người rút lui trước thì người đó sẽ gọi là thua cuộc. Trái với quan điểm của chuyên gia Hoa Kỳ, ông Hu Bo, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hàng hải tại Đại học Bắc Kinh thì nhìn nhận rất khác.
Ông mô tả việc lính hải quân Trung Quốc chuẩn bị sẵn phao nhằm giảm thiểu thiệt hại cho tàu Lan Châu chỉ là một phản ứng tự nhiên trước tình huống tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Theo South China Morning Post, video mới nhất được công bố cho vào tuần trước theo yêu cầu đáp ứng quyền tự do tiếp cận thông tin được gửi Bộ Hải quân Hoa Kỳ trước đó. Theo Post, lần đầu tiên tiết lộ video về cuộc chạm trán căng thẳng vài tuần sau khi sự việc xảy ra vào những tháng của năm 2018 cùng với một bản ghi thông tin liên lạc cho thấy phía Trung Quốc lên tiếng cảnh báo tàu Mỹ sẽ lãnh hậu quả nếu không thay đổi lộ trình hàng hải của mình. Đặc biệt, Bắc Kinh đã tiến hành quân sự hóa, xây dựng nhiều tiền đồn xung quanh các dạng san hô và đảo nhỏ trong vùng biển tranh chấp chủ quyền với Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Đài Loan, cho phép triển khai hệ thống tên lửa, trạm radar và hàng trăm máy bay tiêm kích. Năm 2016, Tòa án Trọng tài Quốc tế đã bác bỏ yêu sách đường 9 đoạn, còn được gọi là đường lưỡi bò mà theo đó Bắc Kinh tuyên bố hầu hết chủ quyền với Biển Đông là không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Washington không có tuyên bố chủ quyền lãnh thổ tại khu vực này, nhưng cáo buộc Bắc Kinh quân sự hóa các vùng biển quốc tế, tiến hành tuần tra hàng hải thường xuyên gần các thực thể tranh chấp nhằm thách thức các yêu sách lãnh thổ quá đáng của Trung Quốc và giữ cho vùng Biển Đông trở nên mở trong quá trình vận chuyển quốc tế. Về phần mình, Bắc Kinh tuyên bố Washington tuần tra hàng hải là mối đe dọa đối với chủ quyền, hòa bình và an ninh khu vực. Ông James Holmes, giáo sư về chiến lược hàng hải tại Học viện Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ, cho biết việc công khai các quan điểm của Mỹ về hàng hải đem lại một số lợi thế chiến lược đối với Washington. Có hai phương cách để tiếp cận chính sách nhất quán của Mỹ như vậy, đó chính là công khai và riêng tư, ông James Holmes cho biết. Vị này lý giải một cách công khai nghĩa là mọi thứ đều rõ ràng trên báo chí, vân vân, còn mang nghĩa riêng tư sẽ là Bắc Kinh và chính quyền khu vực sẽ chỉ là khán giả. Dù bằng cách nào cũng hoàn thành mục đích pháp lý đưa ra tuyên bố rằng các yêu sách của Trung Quốc là bất hợp pháp, tuy nhiên việc kiềm chế kín đáo mang lại cho Trung Quốc một lợi thế ngoại giao ở chỗ họ có thể miêu tả chúng ta đang dần thua cuộc trong cuộc đối đầu này. Chuyên gia Hubo nói rằng Washington với sự hiện diện ngày càng rõ rệt trong khu vực vùng biển tranh chấp phù hợp với mục tiêu chính trị và chính sách ngoại giao cởi mở của Mỹ là thách thức nhằm vào chính phủ Trung Quốc thay vì chỉ phản ánh những nỗ lực nhằm duy trì các quy tắc hàng hải quốc tế. Tôi không chắc chắn lắm về ý định của Hoa Kỳ liên quan đến việc tiết lộ thông tin các hoạt động quân sự của mình, ông Hu nói. Nhưng có một điều rất rõ ràng, Hoa Kỳ với sự trợ giúp của truyền thông đã khiến cho FONOP và các hoạt động quân sự khác của họ mang nhiều sắc thái chính trị và tính chiến lược hơn. StatsMTP, cơ quan truyền thông chuyên cung cấp thông tin bình luận liên quan đến hoạt động của quân đội Mỹ, vừa cho biết chiến hạm USS Montgomery vừa sông đất ở Biển Đông. Hôm 25 tháng 1, tức ngày 1 tháng Giêng âm lịch, USS Montgomery đã dạo một vòng quanh Johnson Reef, bãi đá gạch ma, và Fitri Cross Reef, bãi đá chữ thập. Đây là hai trong 7 bãi đá ở quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc cưỡng chiếm của Việt Nam vào hồi thập niên 1980 và đã bồi đắp thành 7 hòn đảo nhân tạo. Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết USS Montgomery là chiến hạm đầu tiên thực hiện cuộc tuần tra trong năm 2020 ở Biển Đông nhằm chứng minh Mỹ sẽ không từ bỏ quyền tự do hàng hải ở vùng biển này. Những cuộc tuần tra như thế ở Biển Đông còn nhằm thách thức yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông. Đại tá George Kelly, phát ngôn viên của hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ nói thêm, ngoài Trung Quốc, những yêu cầu tương tự của Việt Nam, Đài Loan về việc phải được cho phép hoặc phải thông báo trước khi chiến hạm của quốc gia nào đó băng qua lãnh hải hoàn toàn không phù hợp với luật pháp quốc tế. Đó cũng là lý do USS Montgomery không xin phép, cũng không thông báo với bất kỳ quốc gia nào khi tiến vào quần đảo Trường Sa, băng ngang bãi đá Gạc Ma và bãi đá chữ thập, đại tá Kylie nhấn mạnh.
Cả công ước về biển lẫn luật pháp quốc tế đều không giới hạn quyền qua lại một cách ôn hòa trong lãnh hải của quốc gia nào đó. Trong email trao đổi với Stars and Chippies, đại tá Kylie chú thích: Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan cũng đòi hỏi quyền trên một số quần đảo ở Trường Sa, còn Philippines, Malaysia, Brunei thì đòi chủ quyền trên một phần quần đảo này. Mỹ không công nhận chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào trên quần đảo này. Trước nay, các chuyến hải hành ngang biển dạo quanh các đảo ở quần đảo Trường Sa lẫn quần đảo Hoàng Sa của những chiến hạm thuộc Hải quân đều nhằm khẳng định Mỹ không từ bỏ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Riêng đối với quần đảo Trường Sa, năm ngoái Mỹ đã từng cử 3 chiến hạm USS Swarm và USS Bradley và USS Chung Hoon dạo quanh các căn cứ hỏa lực của Trung Quốc xây dựng trên những đảo nhân tạo bồi đắp trên những bãi đá đã cưỡng chiếm của Việt Nam tại quần đảo này. Sự kiện USS Montgomery sông đất ở Biển Đông có vài điểm đáng chú ý, diễn ra ngay vào ngày đầu tiên, ngày đặc biệt nhất của năm âm lịch. Không biết có phải vì vậy mà không thấy Trung Quốc phản đối USS ngay lập tức hay cảnh báo, bám theo nhằm răn đe như thường thấy. Một yếu tố khác với thường lệ nữa là đại diện của Hải quân Mỹ nhấn mạnh yếu tố thách thức cả Việt Nam, Đài Loan như những thực thể ngang hàng với Trung Quốc trong yêu sách về chủ quyền tại Biển Đông. Hải quân Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã lái một tàu chiến gần quần đảo Trường Sa đang tranh chấp ở Biển Đông, nơi có các hòn đảo được củng cố bởi Trung Quốc. Vào hôm thứ Bảy, nơi được cho là hoạt động tự do hàng hải đầu tiên Phone North năm 2020. Người phát ngôn của hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ nói với tờ Thời báo Nhật Bản rằng USS Montgomery, một tàu chiến đấu tiên tiến, đã khẳng định các quyền tự do hàng hải ở quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Người phát ngôn của hạm đội 7 Trung úy Joe Kelly cho biết Phonop mới nhất đã duy trì các quyền tự do và sử dụng hợp pháp trên biển, nói thêm rằng Montgomery đã thách thức những hạn chế đối với việc lưu thông vô hại cho Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan áp đặt. Montgomery đã đi gần qua gần bãi dạn san hô Pelly do Trung Quốc nắm giữ, nơi có đường băng cấp độ quân sự 3.000 m và dạn san hô Joseon. Lầu Năm Góc cho biết, người phát ngôn Lầu Năm Góc nói rằng Hoa Kỳ đã duy trì quyền tự do hàng hải như một nguyên tắc và các nhiệm vụ của người thực hiện được tiến hành một cách hòa bình và không thiên vị cho hoặc chống lại bất kỳ quốc gia nào cụ thể. Tự do của một hoạt động hàng hải ở Biển Đông là một phần trong hoạt động hàng ngày của các lực lượng quân sự Hoa Kỳ trên toàn khu vực, ông nói thêm. Quân đội Trung Quốc đã tuyên bố vào hôm thứ Ba rằng các lực lượng không quân và hải quân đã trục xuất một tàu chiến của Hoa Kỳ đi gần quần đảo. Một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Hải quân của quân đội Trung Quốc cho biết hành động khiêu khích có chủ ý của tàu chiến Mỹ trong dịp Tết Nguyên đán được thực hiện với những hoạt động cỡ thầm kín và là một nỗ lực trắng trợn trong quyền bá chủ hàng hải. Tờ Thời báo Hoàn cầu của nhà nước đưa tin cùng ngày. Tờ báo được Mỹ cho là tờ báo lá cải diều hâu báo cáo rằng máy bay ném bom chiến đấu hạng nặng của hải đội của một lữ đoàn hàng không hải quân đã tiến đến khu vực mục tiêu và thực hiện các nhiệm vụ tuần tra cảnh báo vào sáng thứ Bảy để đáp lại nhiệm vụ của Montgomery. Bắc Kinh tuyên bố chủ yếu các vùng trên Biển Đông là của họ, mặc dù Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan, Brunei và các nước khác cũng có yêu sách chồng lấn ở vùng biển nơi Hải quân Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và một số tàu hải cảnh của Đông Nam Á cũng thường xuyên hoạt động ở đây. Tự do hàng hải và di chuyển hàng không không gây hại cho bất cứ một quốc gia nào, một nguyên lý chính của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS yêu cầu các tàu di chuyển trực tiếp qua lãnh hải và kiềm chế mọi hoạt động không cần thiết cho việc đi qua liên tục và khẩn trương của họ. Cung cấp thông tin hoặc thông báo hoặc xin phép trước khi quá cảnh trên đường di chuyển là không cần thiết. Phonop mới nhất xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai cường quốc trên tuyến đường thủy chiến lược và khi Trung Quốc vật lộn với dịch viêm phổi coronavirus gây chết người.
Số người chết đã lên đến hơn 100 người. Đến thời điểm ngày hôm nay, Hải quân Hoa Kỳ đã chọc giận Bắc Kinh khi thường xuyên tiến hành các phonop gần một số quần đảo của Trung Quốc chiếm đóng trong đường thủy, bao gồm các đảo nhân tạo, và khẳng định rằng tự do tiếp cận là rất quan trọng đối với đường thủy quốc tế. Washington đã kết thúc và thúc đẩy Trung Quốc chấm dứt những hành động, những động thái của họ ở Biển Đông, kể cả tự do hàng hải và cũng như xây các căn cứ quân sự ở Trường Sa và cũng như ở Hoàng Sa, một số đó có cả sân bay quân đội và những vũ khí tối tân của quân đội Trung Quốc. Hoa Kỳ lo ngại các tiền đồn có thể được sử dụng để hạn chế di chuyển tự do trên đường thủy, bao gồm các tuyến đường biển quan trọng mà qua đó khoảng 3.000 tỷ đô la thương mại toàn cầu đi qua mỗi năm. Bắc Kinh cho biết họ đã triển khai vũ khí tối tân cho các đảo nhỏ, mục đích phòng thủ. Nhưng một số chuyên gia cho rằng đây là một phần trong nỗ lực phối hợp để kiểm soát thực tế các vùng biển mà Trung Quốc đã xâm chiếm ở các nước trong khu vực. Trong một cuốn sách trắng quốc phòng được phát hành vào tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc đã nhấn mạnh một điểm nhấn mới về sự sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện quân sự trong điều kiện chiến đấu thực tế và các khả năng chiến đấu mới ở Tây Thái Bình Dương và Biển Đông. Bắc Kinh tung sách trắng quốc phòng cho biết Tập Cận Bình đã tổ chức các cuộc dương oai hải quân ở Biển Đông và thực hiện hàng loạt các cuộc tập trận lực lượng trong khu vực, và khi lực lượng không quân của nó đã tiến hành các cuộc tuần tra chiến đấu trên Biển Đông và tuần tra an ninh biển ở Biển Hoa Đông và các hoạt động ở Tây Thái Bình Dương. Theo một số chuyên gia, Biển Đông có thể biến thành một chảo lửa trong năm 2020 này. Năm nay có thể thấy một Trung Quốc đang bị xáo trộn, vốn đang bận tâm với các vấn đề trong nước, từ sự suy thoái kinh tế do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đến các tình trạng hỗn loạn ở Hồng Kông. North Colin Coe, một chuyên gia nghiên cứu và an ninh hàng hải của Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam tại Singapore, đã viết trên trang web Diễn đàn Đông Á: "Tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ không hoàn toàn từ bỏ việc áp đặt cưỡng chế." Điều này có thể tạo ra mối lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự có thể có giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, ông nói thêm. Hải quân Hoa Kỳ đã gửi tàu chiến hai lần trong những ngày gần đây đến các đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông đang tranh chấp, quân đội nói với tờ Thời báo Nhật Bản hôm thứ Sáu. Vào thứ Tư, tàu chiến Duyên Hải đã đi trong phạm vi 12 hải lý, tức 22 km, và hôm thứ Năm, tàu khu trục đã thách thức những hạn chế đối với tuyến đường thủy đi qua vô hại ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ông Mom Sen nói. Mom Sen cho biết các hoạt động đã được tiến hành một cách hòa bình và không thiên vị hoặc chống lại bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Các nhiệm vụ này dựa trên luật pháp và thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc duy trì các quyền, quyền tự do và sử dụng hợp pháp của biển và không phận được bảo đảm cho tất cả các quốc gia. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền chủ yếu gần như toàn bộ Biển Đông, mặc dù Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan, Brunei và các nước khác cũng có yêu sách chống lấn ở Biển Đông, nơi hải quân Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và một số hải quân ở Đông Nam Á thường xuyên hoạt động. Cả Nhật Bản và Mỹ đều không có yêu sách ở vùng biển này, nhưng cả hai đồng minh đều thường xuyên tuyên bố cam kết của họ đối với Ấn Độ-Thái Bình Dương và tự do cởi mở. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.